Ôi dồi ôi, cao quá đi. Hôm nay là có duyên đấy. Hôm qua đứa con gái một phát được một vòng luôn. Ôi, và gần rồi. Ôi. Bắt ra là được. Này. Cầm cháu là không thấy dậy cầm cháu thế nào. Hết này. Cao quá đi. Không sao. Không được rồi. Vả cho nó. Đây là anh em câu lạc bộ Xích Đu đang chia sẻ môn thể thao cho chị em chơi. Chị em ra rất thích nhưng mà cứ kêu tay yếu. Xa xa anh Trung hôm qua toát tay nhưng hôm nay vẫn trồng cây chuối. Cho anh em quay những chiếc chai này. Này có hai cố vấn đang hỗ trợ người đẹp. Rồi.
Phải quá đẹp bây giờ. Rồi. Rồi bạn kia thử phát nữa đi. Đấy à. Mưa gió nó mất. À anh Trung có làm phát nữa không? Anh Việt đang tranh thủ. Thì cầu trông cái chuối này không được. Vận động viên đam mê này. Thực sự là vì thích ạ. Em sắp có mấy em học theo rồi đấy. Em xem kênh em thấy hay quá là học theo rồi. Gấu đấy. Đam mê. Cứ đạp mạnh tay vào em ạ. À đạp mạnh chân à. Cứ đạp mạnh chân vào. Đó. Rồi. Về dạo hết xương cốt. Đây một tuần mới được đu một lần. Ô, chủ nhật em có ra không? Đây một vận động viên nữ tiềm năng đây này. Ghét và xem clip này ghét rất là sướng là thấy phụ nữ Việt Nam biết đu ấy. Xích thủ này, bàn tay của xích thủ. Đó. Mà vẫn phải chấp nhận thôi. Mình chấp nhận cuộc chơi thì chấp nhận cái gì của hai bạn của nó là tốt cho sức khỏe. Thời gian đầu tiên nhá, anh nói cả Huế nghe cái bàn tay của xích thủ này nó có cảm giác rất lạ. Tầm thế là trước khi mình về đến nhà chuẩn bị ngủ. Mình mua một loại kem sát nẻ bôi vào thì ok cho điểm. Tại vì bắn mình không biết tại sao. Bây giờ đánh đau. Bảo luôn. Nếu anh làm anh lên trên đấy nhé, cái phần tay thì cái phần đau của anh nằm ở đây đúng không? Bắn tiếp xúc ở đây đúng không? Thế thì anh bám hay là anh bắn đau? Tháo khớp đấy. Tháo khớp, tháo khớp. Quay không quay? Anh đi đâu là tự động còn đi theo nhá. Ông có việc không thôi? Anh cứ làm việc vậy. Mọi khi quên mất tính năng này nhận diện khuôn mặt. Đây là anh Trương Quý Anh này, người đã vượt qua chính mình này, đã từng vào sinh ra tử. Toàn thì cứ một ngày đi làm một ngày. Mấy hôm nữa em đỡ béo anh Oanh dạy em lộn nhá. Để cho là ngót bớt cái bụng ra. Ok.